là phần bốn nhỏ, đồng phân. Đồng là cùng, phân là phân tử. Có nghĩa là cùng công thức phân tử, cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Được chưa? Cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Thứ nhất, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xác định ester là nó có cái tuyệt chiêu là tìm đồng phân đơn chức và tìm đồng phân đa chức nhá. Thế thì với tìm đồng phân đơn chức của ester ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng nhá, phương pháp giải. Phương pháp giải tìm đồng phân đơn chức của ester là tuyệt kỹ 3, 4, 5, 2, 4, 8, làm nên tên tuổi của thầy mình nhá. Tuyệt kỹ 3, 4, 5, 2, 4, 8 làm nên tên tuổi của thầy mình. Đấy. Ok, ok, ok. Bạn nào mà chưa biết thì phải xem về video kỹ về cái phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhá. Tuyệt kỹ luôn đấy. Thần kỹ, gọi là thần kỹ. Còn tuyệt kỹ nó gọi là thần kỹ. Thế thì bây giờ thế này, ester thì nó có cấu trúc thế này. Ester là có cấu trúc là R, COO, R phẩy, đúng không? Các bạn lưu ý cái điều kiện là để là ester thì cái đầu này đầu axit này, nên là cái này số C của nó là lớn bằng 0, bởi vì nó có thể là HCO mà, đúng không? Còn đầu R phẩy này đầu alcohol, nên là chỗ này số C nó phải lớn bằng 1. Đấy, thầy lấy ví dụ cái anh ester nhỏ bé nhất mà mình từng gặp. Lấy ví dụ cái anh ester nhỏ bé nhất mà mình từng gặp là anh HCOOCH3 thì đúng không? Đây là đầu axit này, nên là số C của nó lớn bằng 0 chưa? H là tính là 0 đấy còn gì nữa. 0C. CH3 này của chúng ta là có 1C đúng không? Nên tính là bằng 1. Đấy, thầy lấy ví dụ vậy để cho các bạn dễ hiểu hơn nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai, các bạn cần phải quan tâm đến cái cấu trúc của anh ester. Đấy, thầy giảng từng tí một cho các bạn hiểu. Cấu trúc của anh ester R, C, O, O, R phải. Hay là thầy viết kỹ hơn nữa là R, C nối đôi O, O, R phải. Thì các bạn nhìn kỹ là cái anh ester này nó không có trục đối xứng. Đúng chưa? Nó không có trục đối xứng nên nó sẽ dẫn đến một điều là R và R phải đổi chỗ cho nhau thì nó tạo thành chất khác. Hay nói cách khác là R này khác R phải C nối đôi O, O, R. Thì nhìn này nó là đang ở trong cái trạng thái tổng quát. Thì các bạn nhìn các bạn chưa thấy có sự so sánh này với nhau. Bây giờ thì cho các em một cái chất thực tế để các em nhìn, thì các bạn sẽ thấy là nó dễ thôi. Ví dụ như là anh CH3, được chưa? C O O C2H5 thì nó khác hoàn toàn với anh C2H5 C O O CH3, đúng không? Các bạn viết như này, các bạn nhìn thấy rõ luôn. Đúng chưa? Đây các bạn nhìn này. Đây, đầu này CH3 CO CH5 này. Thì đây là O đi với CH5. Còn CH5 CO CH3 thì đây là O đi với CH3. Đấy, nên là khi đổi chỗ nó tạo thành chất khác. Được không ạ? Đấy, nên suy ra ở đây ta sẽ có là R và R phẩy có thể đổi chỗ được cho nhau. Ok không ạ? R và R phải đổi chỗ được cho nhau nhá. Đấy, từ cái chỗ đoạn này của thầy suy ra là R và R phải đổi chỗ được cho nhau. Suy ra R, R phải đổi chỗ được cho nhau. Thì cái điểm này điểm khác của keton. Bởi vì keton thì như buổi, như các cái về phương pháp 3, 4, 5, 4, 8 thì các bạn thấy rằng là keton thì nó không đổi chỗ được, đúng chưa? Còn ester thì đổi chỗ được. Đấy, thì trước khi vào ester thì các bạn cần phải nắm vững cho thầy hai cái này mà thầy vừa chứng minh cho các em nhá. Đấy, chỉ cần như vậy thôi. Còn bắt đầu bây giờ mình chiến. Được chưa? Đây là hai cái lưu ý nhá. Đây là hai cái lưu ý rất là quan trọng. Được không? Đấy, đóng khung lại nhá. Còn lại phương pháp tìm đồng phân của ester thì tương tự như keton. Bạn nào mà không biết phương pháp tìm đồng phân của keton thì nhìn vào đây, thầy hướng dẫn luôn nhá. Chẳng có gì khó khăn cả. Thầy lấy ví dụ nhá. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ số 1 nhá. Ví dụ số 1.
C5 thôi cho cho C5 lên máu nhỉ. H10 O2 có bao nhiêu đồng phân ester, đúng không ạ? C5 H10 O2 có bao nhiêu đồng phân ester. Thì bước đầu tiên để giải cái anh này thì ta phải nhận định, ta phải nhận định là anh C5H10O2 này này nó thuộc dạng C5H10O2, nó thuộc dạng C5H10O2, nó thuộc cái dạng là CnH2nO2, đúng không? Và do nó thuộc dạng CnH2nO2 thì dẫn đến nó là ester no đơn hở, được chưa? Nó thuộc dạng đấy nên nó là ester no đơn hở. Và lý do nó là ester no đơn hở nên ta sẽ đưa được nó về dạng, đấy, đưa nó về dạng là RCOO R phải, được không ạ? Vậy tại đây này chúng ta bắt đầu giải này, ta có R cộng R phải bằng mấy C ạ các em? R cộng R phải bằng mấy C ạ? Các bạn nhìn kỹ nhé. Đây, R này cộng 1 C ở đây này cộng R phải này thì bằng 5, đúng không ạ? Vậy ta sẽ có là gì? R cộng R phải còn mấy thôi? Còn 4, đúng không? Vậy có nghĩa là mình sẽ đi phân tích 4 thành tổng của hai số hạng R và R phải, với điều kiện là số hạng thứ nhất là giống với anh R, giống với số C của anh R, là số C của nó phải lớn hơn bằng 0. Và số hạng anh thứ hai tương với lại số C của anh R phải thì nó phải lớn hơn bằng 1. Vậy ta phân tích 4 thành tổng của gì ạ? 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2. Và như vừa nãy thầy Binh nói là đổi chỗ được cho nhau, đúng không các em? 2 với 2 không đổi chỗ được, nhưng mà 3, nhưng 1 cộng 3 đổi chỗ được với là 3 cộng 1, còn 4 cộng 0 thì không được. Được chưa? Và bây giờ mình đọc cái bài ca đi cùng 5 tháng của thầy Minh. Gì nhỉ? 3 4 5 2 4 8 3 4 5 2 4 8 3 4 5 2 4 8 3 chúng ta có 2, 4 chúng ta có 4. Thế còn 0, 1, 2 thì có mấy các em nhỉ? 0, 1, 2 thì chúng ta chỉ có 1, 1, 1, được không ạ? 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. Ok chưa? Dưới chúng ta cộng thì trên chúng ta nhân, thế là dễ dàng nhất. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2. Có bạn nào muốn biết là tại sao đây là nhân thì có thể theo dõi lại cái bài giảng về phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 của thầy Minh nhá. Vậy tại đây bây giờ chúng ta cộng hết lại. Bây giờ chúng ta cộng hết lại 4 cộng 2, đúng rồi, cái vòng này cho màu khác cho đẹp, màu xanh hy vọng đi. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng mấy nhỉ? 9 đồng phần. Vậy suy ra C5H10O2 chúng ta có tổng cộng 9 đồng phần ester. Ngon lành cành đào chưa? Các bạn thấy xịn không? Các bạn thấy xịn không? VIP Pro chưa? Đấy, đúng như những gì thầy mình nói, đúng không? Học theo thầy mình không bao giờ các em thiệt cả. Hay ạ. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân ester các em nhé? Ví dụ số 2 ạ. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân ester? Thế thì mình giải thì mình cũng nhìn nhanh là anh C4H8O2 chúng ta thuộc dạng là CnH2nO2.
Và nó thuộc dạng là CnH2NO2 thì nó sẽ là ester norden. Hả? Và do nó là ester norden hả? Nên nó sẽ có dạng là gì? RCOOR phải. Đúng không? Và nó có dạng là RCOR phải thì ta sẽ có là R cộng R phải bằng mấy C các em nhỉ? Đấy, R này cộng 1 cộng R phải thì bằng 4. Vậy R cộng R phải thì bằng 3C. Ok chưa? Vậy bây giờ 3 mình lại phân tích thành tổng các số hạng nhé. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Đúng không ạ? Thế mình có này, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 chúng ta có mấy? 3 có 2. 0, 1, 2 chúng ta chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1. Vậy mình có 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy cộng tổng lại chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ? Vậy cộng tổng lại chúng ta sẽ có bao nhiêu? Đấy, dễ nhạc. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy tổng cộng ta có 4 đồng phần ester. Nhưng các em ạ, nếu các em học và nắm vững phương pháp này rồi thì tìm đồng phân ester rất đơn giản. Nhưng nếu các em mang phương pháp này, các em viết lên trên lớp khi cô giáo gọi các em lên trên bảng kiểm tra bài cũ, thì phương pháp này các em sẽ không được công nhận. Do đây là phương pháp mà thầy nghĩ ra, chỉ mình thầy có thôi, cô giáo em sẽ không công nhận đâu. Chính vì vậy mà mình vẫn, thầy vẫn muốn là tất cả học sinh của thầy khi lên bảng vẫn phải đạt điểm cao hơn. Đạt điểm cao hơn nhá. Chính vì vậy nên thầy hướng dẫn chúng ta cả cách viết nữa. Bởi vì đa số các thầy cô dạy ở trên lớp dạy cái phương pháp này tìm đồng phân ester ấy, đa số mọi người sẽ viết hết. Thế thì hôm nay thầy hướng dẫn cho chúng ta thêm là viết hết đồng phân ester mà viết bằng 3, 4, 5, 2, 4, 8 thì sẽ viết như thế nào. Được không ạ? Rồi nhá, đầu tiên này, bạn nhìn này, các bạn nhìn này, đầu tiên này, thầy viết từ dưới lên này. 2 cộng 1 có nghĩa là anh R này có 2C. Đúng không? Anh R này có 2C này, R này có 2C. Vậy nó sẽ là C2H5 COO ở giữa nhá, R phải có 1C. Vậy nó là CH3. Đấy là anh đồng phân đầu tiên. Anh thứ hai ạ, là anh R này có 1C. Vậy nó sẽ là CH3 COO. Anh R này có 2C, CH5. Đúng chưa? Đổi chỗ nhau vẫn là chất khác nhá. Anh 0 cộng 3 này, có ngay anh đầu R này là 0, nhưng 3 này có 2 mạch cơ. Vậy đầu tiên nó sẽ là gì? H COO C C C. Và anh thứ hai là H COO C C C. Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy nhá. Vậy là chúng ta có tổng cộng có 4. Thì nếu mà cô giáo mà yêu cầu chúng ta viết theo, ta nhẩm 3, 4, 5, 2, 4, 8 ở trong đầu và chúng ta viết hết à? Được không ạ? Được không ạ? Chắc chắn là trong này không có 3 cộng 0, bởi vì 3 cộng 0 thì nó là axit. Bởi vì cái đầu R phải này bắt buộc phải lớn bằng 1 thì nó mới là ester được. Thế viết thử cái 3 cộng 0 cho các em nhé. Là gì ạ? 3 cộng 0 thì đầu này sẽ có 3 là C3H7 COOH à? Nó là axit chứ không phải ester. Đề bài hỏi chúng ta là bao nhiêu đồng phân? Ester cơ. Được chưa? Đấy, nên là không thể có là C3H7 COOH được. Vậy C4H8O2 có 4 đồng phân ester. Có bạn hỏi là có cái công thức, có cái cách nào mà nhìn phát ra đồng phân không? Thì mình nhiều thầy cô thầy thấy là dạy theo công thức, hoặc là nhiều là dạy theo học thuộc. Thì thực ra ấy, dạy theo công thức thì các em phải học thuộc rất nhiều công thức. Còn dạy theo học thuộc ấy, thế bây giờ giả sử như em vẫn đang nhớ là C4H8O2 có 4 đồng phân ester. Nhưng mà khi ngồi phòng thi Tự nhiên em chẳng nhớ nữa. Thì cái phương pháp này để giúp cho tất cả các bạn và các em có thể nhá, mình có thể mình ngồi mình kiểu nhầm lại là mình làm được 4 ngày. Được chưa? Mình không bị phụ thuộc vào cái sự học thuộc nhá. Hóa học là một cái bộ môn khoa học, logic nhá,
chứ không phải là một môn học thuộc. Nếu em thích học học thuộc, em có thể học bộ môn văn sử địa, được không ạ? Ok nhá. Tiếp tục. Ví dụ tiếp nhỉ, các em nhỉ. Ví dụ tiếp. Ví dụ số 3 đi. C6 H12 O2 có bao nhiêu đồng phân ester? Cá nhân thì mình nghĩ thì ở cái ví dụ số 3 này nó sẽ không bao giờ thi trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thôi. Tại vì là cái số lượng của nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta thi đấu để chứng minh cho các em biết, để chúng ta làm, chúng ta luyện tập cái phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh này, thì nó là một cái cách. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta luyện tập ấy, thì chúng ta cần luyện tập trên cái mẫu số lớn. Thì đây là cũng là một cái cách để chúng ta luyện tập, để chúng ta làm thuần thục cái phương pháp này. Nên thầy cho cái ví dụ số 3 vào đây. Các bạn cũng comment cho thầy Minh xem là C6H12O2 có bao nhiêu đồng phân ester. C6H12O2 có bao nhiêu đồng phân ester? Phải thật nhanh nhá. Bao nhiêu? Bao nhiêu đồng phân ester? À, thầy chữa. C6H12O2 thì có bao nhiêu đồng phân ester? Thì ta sẽ có này. Làm nhanh đi. R cộng R phẩy. Thì bây giờ làm nhanh thì còn 5. Đúng không? Ta có 0 cộng 5 này, 1 cộng 4 này, 2 cộng 3 này, 3 cộng 2 này, 4 này, cộng 1 này. Đúng chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 5 có 8. 4 có 4. 3 có 2. 4 có 4. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Đúng không ạ? 0, 1, 2 chỉ có 1. Vậy ta có dưới cộng trên nhân. 1 x 8 bằng 8. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. Đấy, 2 có 1. 2 x 1 bằng 2. 4 x 1 bằng 4. Đúng chưa? Xem nào. Vậy là tổng cộng ta có bao nhiêu? Tổng cộng ta có bao nhiêu? 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 4 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 8, 4, 12, 12 cộng với 4 tiếp là 16, 16 cộng 4 là 20 đồng phân ester. 20 đồng phân ester nhá. Đấy. Đây là một cái ví dụ rất là thú vị. Đúng chưa? Để luyện tập cho cái khả năng tìm đồng phân của chúng ta. Nhá. Tính nhanh quá. Chúng ta sang ví dụ số 4 ạ. Đây là một cái câu hỏi mà rất hay hỏi trong các đề thi. C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Đây là một câu hỏi rất hay hỏi trong các đề thi. C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Đấy. Có bao nhiêu đồng phân đơn chức ạ? Nào các bạn cùng đi chinh phục nó cho thầy mình xem là bao nhiêu ạ. Bao nhiêu đồng phân đơn chức? Chú ý một cái nhỉ. Chú ý một cái là những cái anh mà thuộc dạng là CN H2N O2 ấy, mà đề bài đi hỏi là xác định đồng phân đơn chức. Đồng phân đơn chức thì tương đương với việc là nó sẽ bao gồm hai cái loại đồng phân. Một loại đồng phân là đồng phân axit và một loại đồng phân là đồng phân ester. Được chưa? Bây giờ tựu chung lại cái bài này. Bài này của chúng ta là gì ạ? Bài này của chúng ta là C3H6O2. Đề bài hỏi là xác định có bao nhiêu đồng phân đơn chức. Vậy đưa về axit này. Đưa về axit là C2H5COH2 3452148. 2 chỉ có 1 nên có 1 đồng phân axit, đúng không các em? Tiếp theo nhỉ, yeah, tiếp theo. Ester. Ester ta có là R COOR phẩy thì ta được R cộng
R phẩy bằng 2, mình có 0 cộng 2, mình có 1 cộng 1, 0, 1, 2 thì đều chỉ có 1, 1, 1, 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2, 2 đồng phân Esther. Vậy với câu hỏi trên, C3SO2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Thì ta sẽ có là có tổng cộng là 1 cộng 2 là 3 đồng phân đơn chức nhé. 3 đồng phân đơn chức. 2 ester. 2 ester cộng 1 acid. Được chưa? 2 ester và 1 acid. Nhớ nhá. Bây giờ mình sang tiếp theo là mình sang cái ví dụ số 5. Ví dụ số 5. Ví dụ số 5. Ví dụ số 5 này. Ví dụ số 5 bây giờ thầy sẽ hỏi chúng ta là anh C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức. Nào. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức ạ? Hay không? Ta có ạ. Xem nào, C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Được chưa? Thì ta sẽ có là chúng ta sẽ xét về đồng phân axit. Xét đồng phân axit. Thì nó sẽ có dạng là gì ạ? COH bỏ ra trước này. Thế này còn là C3H7, đúng không? Vậy nó có 3. Số C là 3, đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 ta có 2 đồng phân acid. Ấm áp nha. Sang đồng phân ester. Ester thì ta sẽ có dạng là RCOO R phẩy. Ta được R cộng R phẩy bằng 3. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Đúng không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 4 đồng phân ester. Đúng không ạ? 4 đồng phân ester. Vậy tính tổng lại, ta có 2 đồng phân acid cộng 4 đồng phân ester nhá. Vậy ta sẽ có là 2 cộng 4 là 6 đồng phân đơn chức nhá. Vậy C4H8O2 của chúng ta có tổng cộng 6 đồng phân đơn chức. Rất hay. Được không ạ? Quá dễ dàng.